mà điện không đồng đấy. Nó không điện thì mình trả ai vào cũng về được, điện cho nó, nó mai nó chửi nó bảo không có gì nó. Điện nào nó chửi tôi, nó điện chửi. Mai tao thích đi tao thích về tao về kệ tao. Thôi mai thôi bạn lấy thuốc tiểu đường đã có đâu. Ông bảo nằm lại sáng nay đang lấy thuốc tiểu đường về. Nhưng nằm lại nửa ngày nửa đêm khổ lắm như nằm lại. À. Mai về đi miền mai bảo lấy thuốc ra đường để xe về cái thuốc. Mai thích đi thì bắt xe mà đi, thích về thì bắt xe mà về. Nếu không ấy thì nhờ vào phố đi vào đây tí đằng nào cũng hay làm đấy. Xong mình nằm lại nửa cái trưa mình xem về thiếu thì trước tôi đi vậy chứ. Hôm qua tôi ra viện này không điện cho nó này nó chửi. Thôi chị mai đi bắt tôi. Thế cho tôi chửi cứ... Nó cứ chửi bà thích đi uống thuốc bà thích đi chết của tôi rồi. Bà thích đi lắm, ở nhà bà đúng suốt ngày. Tôi không nói gì sáng giờ mình cãi nhau cái gì à. Cứ nặng lắm ngồi về. Thế này được rồi. Trước đây từ trường 2 năm nay cũng cứ vậy, chứ không mượn nó đâu. Nó nói nó đỡ nó đi gọi xe taxi nên có không.